Quý vị và các bạn thân mến, quả đúng là thời tới cản không kịp. Hôm nay đài phát thanh Wisconsin, Hoa Kỳ đã nói rất tích cực về Vương Nhất Bác. Trong chương trình, MC đã đề cập về các nhóm nhạc ca pop và ảnh hưởng toàn cầu của họ. Vương Nhất Bác đã được đề cập đến trong cuộc thảo luận này, và một đoạn bài hát vô cảm của anh ấy cũng đã được phát trong chương trình. Bây giờ hãy cùng tôi nghe lại chương trình này nhé. You are a fan of Wang Yibo, and let's listen to just a bit of Wugan. So Wang is an actor, a dancer, a singer, a rapper, a motorcycle racer. Is there anything Wang can't do? There really, really isn't. He hasn't tried mountain climbing yet, but I think that's probably next on the list. And he actually was, so he's Chinese, he's a Chinese artist, and many K-pop artists are actually from China. And he trained in Korea to become a K-pop artist after. Các bạn thân mến, sự việc Vương Nhất Bác đi cứu trợ tâm lũ đã leo lên hot search số 4. Và sau đó thì cũng có rất nhiều người qua đường đã chia sẻ về sự việc này. Một bác sĩ đã chia sẻ rằng ông ấy đã thấy đoàn đội của Hàn Hồng Lão Sư và Vương Nhất Bác có rất nhiều nhân viên y tế, bao gồm nhi khoa, nội khoa, chuẩn đoán cấp cứu và khả năng cao là sẽ đi tới các vùng tương đối nghiêm trọng mới cần tới nhiều nhân viên y tế tới vậy. Họ đi cứu trợ không phải chỉ đi cho có mà mang tính thực tế rất cao. Ngoài phân phát nhu yếu phẩm, họ sẽ đi tới những khu vực gặp thảm họa nghiêm trọng, cấp cứu giành giật với sự sống. Vị bác sĩ này cũng chia sẻ rằng mong mọi người đừng làm phiền tới họ vì khi bác sĩ tiến hành cứu chữa bệnh nhân cần sự tập trung rất cao. Huynh đệ của Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Anh ấy đã tham gia quỹ từ thiện Hàn Hồng từ đầu năm 2021 và trong đợt cứu trợ lần này, ngoài việc chuyển tiền quyên góp cho Hội Chữ Thập Đỏ Trịnh Châu thì Tiêu Chiến còn gửi cho quỹ từ thiện Hàn Hồng. Người hâm mộ Tiêu Chiến cũng đã mang đến 9.500 túi chống lũ và bao cát trị giá vào 69.000 nhân dân tệ. Khởi hành từ Thạch Gia Trang mất 8 giờ đồng hồ lái xe một mạch đến Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam và bàn giao cho đội cứu hộ khẩn cấp Sơn Đông. Các nhãn hàng mà Tiêu Chiến đại ngôn cũng cùng nhau ủng hộ vùng lũ lụt, bao gồm thực phẩm ăn liền, đến quyên góp tiền mặt và vật tư. Trạm công ích Tiêu Chiến cũng đã gửi tới 510.000 túi dệt chống lũ đến Trịnh Châu, Hà Nam. Người hâm mộ Bắc Quân Nhất Tiêu cũng tiến hành lên đường đến tâm lũ cứu trợ. Một trong số đó đã chia sẻ rằng, tôi nghĩ rằng tiền tuyến khan hiếm nhất là vật tư. Chúng tôi đã liên hệ với Liên đoàn Từ thiện tỉnh Hà Nam và quyên góp một lô vật tư dưới tên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Trên trang Weibo của chính quyền Kim Thủy, Trịnh Châu cũng đã đăng tải bài viết cảm ơn Tiểu Phi Hiệp. Xã hội vẫn luôn đầy ắp tình yêu thương, trận bão lũ này đã giúp chúng tôi một lần nữa được chứng kiến sức mạnh của tình yêu. Từ sáng ngày 21 tháng 7, Hội Chữ Thập Đỏ quận Kim Thủy, Trịnh Châu đã trao đổi với các thành viên của trạm công ích Tiêu Chiến về chương trình quyên góp gây quỹ. Đến 12 giờ 10 phút sau khi thông báo được đưa ra, chỉ sau 14 phút, 500.000 chiếc túi thêu đã được mua hết. Đến 12 giờ 25 phút, có người hâm mộ Tiêu Chiến nhận được tin đi mua thì đã cháy hàng. Ngoài ra, còn có những vật tư cứu trợ đến từ Tiểu Phi Hiệp. Chúng tôi không bao giờ truy tinh, nhưng thông qua hoạt động lần này, thực sự cảm nhận sâu sắc được sức ảnh hưởng của Tiêu Chiến. Hai trang Weibo chính thức của Đài Truyền hình Quốc gia Trung Quốc CCTV đều đăng tải video của Tiêu Chiến để truyền tải năng lượng tích cực. CCTV6 đã nhắc đến hành động quyên góp của các nghệ sĩ, trong đó điển hình là hành động của Tiêu Chiến. CCTV17 cũng đã chia sẻ sân khấu Tiêu Chiến cùng nhóm Hắc Bảo trình bày ca khúc dành cho tất cả những người biết tên tôi với lời chúc ngày mới tràn đầy năng lượng. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, cả hai anh em đã và đang làm rất tốt. Trước khi trận lụt kinh khủng này diễn ra, tôi còn được biết Vương Nhất Bác đã đổi lịch quay Thiên Thiên Hướng Thượng 2 ngày cuối tháng. Và lịch trình 2 ngày đó của anh hiện tại vẫn trống trơn. Đó cũng là 2 ngày Tiêu Chiến sẽ tham gia diễn vở kịch Như Mộng Chi Mộng. Ban đầu lịch quay của Bo là 2 ngày 30-31 tháng 7 tại Trường Sa. Đó cũng là 2 ngày Tiêu Chiến diễn Như Mộng Chi Mộng tại đây. Nhưng sau đó lịch quay của Vương Nhất Bác đã đổi lên ngày 28 và 29 tháng 7. Vừa đúng để có thể đi xem kịch. Liệu có ai đó sẽ trùm áo kín mít và đi xem ai đó diễn không nhỉ? Hoặc có thể Thiên Thiên huynh đệ sẽ rủ nhau cùng đi xem Như Mộng Chi Mộng chăng?
Tuy nhiên, sau đợt lũ lụt xảy ra bất ngờ này, có lẽ mọi lịch trình sẽ có chút thay đổi. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin mới nhất. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau nhé.